Cloud Gaming Reboot PC. Như tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm video trải nghiệm Cloud Gaming Reboot Z. Ở trên Reboot Z thì vì cái kênh của mình có tận 113 người đăng ký, thế nên sếp Hải của Reboot Z đã booking bảo mình làm video này với phần thưởng là một lời cảm ơn và có một yêu cầu khó đối với mình là không được chửi bậy ở trong video này. Ok, sẽ cố gắng không chửi bậy ở trong clip này. Thì ở cái Reboot PC thì nó sẽ giống như kiểu bạn chơi game ở quán net, nhưng mà ngồi ở tại vị trí nhà chứ không phải đi ra khác. Thì bạn thì thuê ở đâu thì trước hết là bạn phải vào Reboot gì, trang chủ của Reboot gì, ấn vào cài đặt Reboot gì, sau đó đăng ký tài khoản. Đây, cái tại vì cái mình cài rồi nên mình chúng ta skip bước này nhé. Thì sau khi đăng nhập vào thì cái giao diện của Reboot gì nó sẽ trông như thế này. Thì Reboot PC nó ở chỗ nào? Thì đây, ấn vào phần thuê máy. Đó, thuê máy tại Reboot PC. Nó khác với cái giao diện mà lúc các bạn mới tải về ấy. Thì tại vì của mình tải trước rồi, để đăng xuất ra cho nó giống như mọi người. Thì khi mà các bạn ấn vào đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là thôi làm cho nó giống người không biết gì đi, vào gỡ ra xong cài lại, đợi chút, quên mất biết trước khi làm clip này là phải gỡ phần mềm ra ấy. Đừng nhìn cái Wiimote mấy chiếc engine nhá, Wiimote PC. Ấn vào phần thuê máy tại Reboot PC này. Đó, thì nó sẽ hỏi là không tìm thấy Reboot PC ở trên máy của bạn thì bạn có muốn tải không? Bạn có. Bắt đầu tải này. Ấn mở. Đó. Đó. Thì bạn có thể lựa chọn cài đặt ổ C hoặc là cái ổ gì đó, nhưng mà chỉ như là tại vì cái Reboot PC này nó cũng nhẹ nên sẽ cài ổ C đi. Hoàn tất. Bây giờ thì đăng nhập tên tài khoản của nick của bạn. Như của mình thì sẽ là ồ, tôi chết rồi. Đó, khi vào nó sẽ có một cái dòng cảnh báo các bạn, khi bạn ngừng thuê máy thì vui lòng bấm nút hủy, nếu không hệ thống vẫn sẽ tiếp tục tính tiền và giữ máy cho bạn. Đó, thì ở trong mục này. Đó. Thì trước khi mà vào cái thuê máy thì đây từ từ. Thì đây có các gói cơ bản ở trên Reboot PC thuê máy, thì bao gồm là 2060 Super với i5-12400F. Thì khi các bạn ở chơi độ phân giải Full HD thì với cái cấu hình này bạn có thể chơi mấy cái tựa game 3A ở phân giải Medium hoặc là High Setting rồi. Cao hơn thì có 3060, cao hơn một chút thì có 3060 Ti, 3070 Ti, và cao cấp nhất thì là có 4070 Ti với i5-13600K RAM DDR5. Tại vì còn giá thì nó sẽ không, trên thực tế thì nó sẽ không rẻ như này, tại vì mình tài khoản của mình là tài khoản Unlimited. Thì khi mà dùng cái tài khoản Unlimited này ấy, thì Reboot PC nó sẽ được giảm 40%. Còn VIP còn Unlimited Member thì sẽ được giảm 20%. Ô, sếp Hải lại quên không ghi ưu đãi giảm 20% ở đây à? Quên mất, đang tính chửi bậy đấy. Thôi cái này để nhắc ông mới sau vậy. Đó. Thì trên thực tế thì cái máy này thì nó vẫn là
cái máy này dành cho các member thường, thuê với giá là 10.000 trên một tiếng. Rồi, trước khi vào thì các bạn nhớ setup, ấn vào cái góc phía bên tay trái này, ấn chọn cài đặt. Nếu giả sử nhé, của bạn là cái bộ đề co mã này của bạn không có GPU của Nvidia thì các bạn chọn vào CPU. Đấy nhá, của mình thì chip của mình, của card của mình thì mình là của Nvidia thì mình chọn Nvidia này. Nếu mà các bạn mạng của các bạn có khỏe thì chọn vào H265. Tùy chọn độ phân giải. Đây ví dụ như kiểu là ở các máy như kiểu là từ 2060 Super đến 3060 Ti thì bên Reboot G thì họ đã để giới hạn cho là Full HD rồi. Tại vì những cái máy này các bạn chỉ nên chơi ở phân giải Full HD thôi. Thế nên khi mà vào độ chọn độ phân giải thì nên chọn độ phân giải Full HD. Còn cái giới hạn khung hình ấy thì nó cũng phụ thuộc vào cái tần số quét màn hình của máy của bạn. Ví dụ như bạn máy của bạn chỉ để có 60fps, cái màn hình của bạn các bạn chỉ có 60fps thì các bạn nếu mà có, giả sử các bạn có để chọn lên 144fps thì nó cũng không nét hơn. Thì lên thì cái này bạn phải phụ thuộc vào cái tần số quét của màn hình. Như máy của mình là 120fps thì mình sẽ chọn 120 này. Chế độ turbo. Cái này mới à, tích vào. Thì hôm nay mình sẽ thuê hẳn thử máy cao cấp nhất 4K 4070 Ti, mình sẽ chọn vào đây. Tiện ích. Khóa chuột, đây. Ở trong phần tiện ích này thì có căn cho chỗ ANTI, ANTK. Tại vì đây là một cái ứng dụng mà khi mà các bạn thuê máy từ xa ấy, nó sẽ làm một cái cửa sổ ứng dụng. Thế nên khi mà vào trong ứng dụng của Revolt PC thì bạn sẽ phải dùng các tổ hợp phím để khóa phím và khóa chuột lại để bạn sử dụng ở trong cái ứng dụng Revolt PC thôi. Nhớ là Ctrl ALTI và Ctrl ALTK tay cầm. Đây các bạn khi nào cần, nếu mà các bạn dùng tay cầm thì kết nối vào đi, mình cũng chả biết. À còn cái Revolt Revolt Tunnel này là dành cho những anh em nào mà mạng lạ, sử dụng mạng ở nhà nhưng mà chưa mở NAT. Thực sự thì mình cũng không biết cái này nó dùng như nào, nhưng mà nếu mà chưa mở NAT ở trên tổng đài ấy thì sẽ ấn vào cái cài đặt Revolt Tunnel này. Ở trong khi mà thuê máy nó sẽ có một cái dấu tích để trước nữa sẽ thấy. Nhưng mà mình khuyên là các bạn nên bỏ ra mấy phút để gọi lên tổng đài, bảo người ta mở cái NAT ra thì nó khi mà sử dụng cái Revolt PC này ấy, nó sẽ mượt hơn. Ok. Đấy. Trước khi vào đăng nhập vào cái Revolt PC này ấy, thì mình sẽ out cái tài khoản Revolt G của mình ở trên máy của mình đã. Rồi, out ra. Thì mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình ở trên Revolt PC. Tại vì Revolt PC, tại vì Revolt G thì cho đăng nhập tài khoản ở trên một máy thôi, nên mình phải out ở trên máy mình. Ok, ấn vào thuê máy này. Đấy, đây là nó sẽ có một cái dòng đó chính là tích và sử dụng Revolt Tunnel này. Revolt Tunnel. Đấy nhớ nhá, là khi nhớ là nếu mà chưa mở NAT NAT ở trên tổng đài thì sẽ tích vào đây. Của mình mở rồi thì mình sẽ không ấy. Và khi mà các bạn mà ngắt kết nối ấy, thì nhớ ấn hủy này. Nhớ ấn hủy nhá. Nếu không thì hệ thống nó vẫn sẽ trừ tiền thì mình để giữ máy cho các bạn mà. Đấy, mình sẽ ấn kết nối. À đâu, không cần ấn, tạm thời ban đầu chưa cần ấn. Chỉ khi nào mà máy mà bị tự nhiên mà mất kết nối thì nó sẽ phải ấn kết nối lại. Còn đây là hệ thống sẽ tự động hết. Ngồi đợi thôi. Hình như là cái máy thì 4070 Ti này, nếu mà không có tài khoản giảm giá từ Unlimited Plus thì như là 35.000 một tiếng. Có đúng nhỉ? 40%. Xem nào, cáp pin nó to. À,
nhân với 1,4. Không, có phải không ta? Nhấn 1,6 chứ, nhầm nhầm. 20 nhấn 1,6. Cũng không phải. Đây, từ từ để mình tắt cái để hỏng rốt toán quá. Mình sẽ tắt cái MSI App Store bên nửa trên máy mình. Đây, giao diện khi mà thuê Dreamboat PC ban đầu nó sẽ như này. Ấn toàn màn hình này. Nhớ nhé, hiển thị này. Và ấn ở tiện ích này. Khóa chuột, khóa phím này. Thiếu một cái, đó chính là khi mà mở toàn màn hình của cái máy này ra ấy, sẽ là Ctrl Alt F full screen này. Ctrl Alt K này để khóa khóa bàn phím này, để khi mình không bị Alt F, mình có ấn Alt Tab nó sẽ không bị đảo sang cái máy của mình. Tạo ứng dụng này, nếu mà bỏ ALTK thì mình sẽ ấn ALT Tab như này. Còn khi mà sử dụng ALTK thì mình sẽ bị khóa rồi. Khóa ở trên đây không? Thì thuê máy thì như trên ngoài net thôi. Thì trên Reboot gì xếp hải đã tải rất nhiều game ở trên trên Steam, và các bạn có thể tự đăng nhập tài khoản Steam của các bạn ở trên đây. Bạn có thể chơi game ở trên đây. Thì khi mà tải thì còn mình thì mình dùng Reboot PC, Reboot G thì mình sẽ đăng nhập tài khoản Reboot G của mình. Mình nhớ không nhầm thì như là xếp hải có cho miễn phí một số tựa game, đặc biệt khi các bạn thuê ở trên Reboot G ấy. Các bạn có thấy cái FPS ở đây trên đây không? Nếu mà thấy nó vướng ấy thì có thể ấn vào đây. Mình chọn nó vào đây. Đấy, thì mình sẽ tắt đi. Nhưng mình thì mình sẽ để. Rồi. Kiểm tra một chút. Xem setting đã lên 4K chưa. Vậy là chưa 4K. Mình sẽ chỉnh display setting. Cái này mình sẽ báo lại. Mình sẽ báo lại với sếp hỏi để chỉnh lên nó 4K. Không sao, cái này mình sẽ tự setting tay được. Thì thực ra thì nó là cái giao diện bên ngoài thôi. Ok, test một số game nhé. Chắc là để 25-250%, 300 to quá. Comment để cho 250 đi. Cho nó tốt. Thì trong đây thì có Garena này, game của Ubisoft này, Epic Game này, Warring Way này. Thì như có cả Genshin hay sao thì mình cũng không nhớ lắm. Đây, em vào đây. Thế đây để mình đăng nhập tài khoản Steam của mình nhé. Để xem có những game gì. Trong game list game của trên Reboot G nên rất nhiều luôn. Nhiều lắm. Các bạn có thể tự gõ nhé. Ví dụ như kiểu nếu các bạn mà ấn vào site Steam ấy, gõ các tên game mà các bạn muốn chơi ra. Đây thì sếp phải đã tải sẵn game ở trong
trong cái reboot hệ thống của reboot PC đều, hoặc các bạn có thể check ở trong ổ cứng này. Đây, dung lượng rất lớn luôn. Hoặc là các bạn có thể cản sổ này thì cả. Có thể yêu cầu download update ở trong Discord của reboot reboot gì ở phần download và update này, yêu cầu tải game một số tức cái tựa game mà các bạn muốn chơi chẳng hạn, thì các bạn sẽ gửi cái link game ở đây. Ok, mở lại. Để mấy hôm nay tại vì mình đang chơi game này cho nên chúng ta sẽ vào đây. Không biết là nó có cấm chuột phím không nhỉ? Không biết nó có cấm mod chuột phím không? Update. Một lát nữa sẽ ra test mấy game như kiểu Elden Ring hay là ấy nhé. Cái game Elden Ring với cả 2077. Mình test cái game online của mình trước đã. Cái game mấy hôm nay mình đang chơi rất nhiều. Thì có một câu hỏi đó chính là dùng reboot PC nó có nét như ở chơi ngoài ngoài quán nét không? Câu trả lời của mình là không. Thì dùng cái reboot PC này bạn sẽ cái hình ảnh mà khi mà nó phản chiếu lại trên máy của bạn nó sẽ rơi được tầm khoảng từ 85 đến 90% so với thực tế. Nó không thể nào mà chuẩn sắc nét 100%. Một số trường hợp nếu mà các mạng của các bạn nó quá yếu ấy thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp vỡ hình với giật lag. Nhưng mà thông thường thì nếu mà chơi ở độ phân giải full HD ấy thì mạng chỉ tầm 170 một tháng là đã chơi thoải rất là thoải mái rồi. Còn nếu mà để mà chơi mà phân giải 2K với cả 4K trở lên thì nó sẽ yêu cầu nó sẽ hơi cao một chút. Nào test thử ở trên máy 4070 Ti. Dùng thử rồi. Thêm gen rồi ray tracing công nghệ hiện đại đặc quyền của máy mạnh test đi. Hết rồi, xem được bao nhiêu fps? 58 fps. Chắc có tí phải lắp tập ray tracing được. Thì một thời gian tới thì trên Reboot PC sẽ một thời gian tới ở trên Reboot PC thì à đấy có một câu không di chuyển được, các bạn nhớ tắt Việt cây ở trên trên máy của các bạn nhé, nếu không nó sẽ bị lỗi đấy. Đây này, tắt Việt cây cô tắt được mà. Tắt chưa tắt nhớ nhá, nhớ phải tập à trong khu này à, quên mất mình xét điểm tên của mình ở trên máy này nó khác so với máy của mình.
phết nhỉ. Đang chơi 4K đấy. Hai setting max ray tracing có frame gen DLSS mà cũng được tận 60 FPS 4K kinh phết. Một số tựa game nó sẽ cấm chuột thứ mão ấy, nên nhớ là đừng có chơi nhé, của Liên Minh hay là Valorant ấy, chơi trên đây là sẽ ban ấy, chỉ chơi một số game online thôi. Không ban những gì đâu, game ở game online. Đang tính chửi bậy thì tự nhiên nhớ là yêu cầu không được chửi bậy. Rồi, chắc là lốt đến một tấm sân hình của game nhá. This is a large nuclear reactor, which is connected to this entire zone. By comparing the reactor's pulses with the bulb's fire signal, I can detect pulses in a wide area. Lao phí chỉ như thành nhân vật của mình yếu như thế nào ấy, bắn mãi không chết. Elden Ring đi. Test Elden Ring nhá. Chơi này.
trên cái remote PC này thì không dùng được mic hay sao ấy. Không sử dụng được mic ở trên này đâu. Quên, còn nó xếp đây nhá. Tại vì các bạn mà thuê máy ở trên remote PC này ấy, thì cũng không khác gì chơi ở trên ngoài net, nên nhớ là backup save nhé. Backup save game mấy một số tựa game bậc này ở trên nên cloud save, hoặc là tự backup bằng tay. Thì ví dụ như đoạn. Ví dụ này, ví dụ như kiểu cái save ở trong phần trăm path data. Một số tựa game như kiểu Elden Ring ấy, thì cái save file của nó sẽ là trong cái phần trăm app data này. Rồi mình nhé. Của mình thì mình sẽ khôi phục này. Đó. Ví dụ nhé, mình đang khôi phục lại cái save của mình ở trên cloud save vào trong cái hệ thống của remote PC này. Đây, nó sẽ ở đây này. Đó. Để khi mà mình muốn giả sử các bạn xếp tay đi. Giả sử các bạn xếp tay. Xếp của bạn ở trong xếp game có các bạn ở đây. Thì các bạn mở cái annotation, các bạn ném file vào trong bên này. Ví dụ như của mình là copy nhé, mình nhấn sang bên này này, copy này, paste ở đây này. Đó thì nó sẽ chuyển file từ bên máy của mình sang bên hệ thống của remote gì đấy. Là ví dụ một số trường hợp là copy bằng tay nhé, copy tay đấy. Đợi hơi lâu một chút, tại vì cái file của bên này nó cũng hơi nặng. Xem nào, cái file save của Elden Ring là bao nhiêu GB mà nó nặng cái ta. 386 MB. Nó sẽ hơi lâu, mất khoảng hơn phút. Thì khi mà các bạn sử dụng cái gói Unlimited ấy, thì nó sẽ có 5 save file. Bên cloud save thì nó sẽ tiện hơn. Hay như của mình này, của mình đến tận 18 cái cơ, dùng không hết được. Đấy là một số đặc quyền của bên Unlimited Plus trên remote Z. Các bạn có thể tham khảo ở trên remote Z đấy. Để tham khảo vào phần này nhé. Này, đèn vào đây. Cái bài viết này đấy, tham khảo các cái ở trong bên của mình, tại vì mình đã lên Plus rồi thì nó sẽ chỉ xuất hiện hai cái gói này thôi. Còn nếu mà là member thường thì nó sẽ thể hiện đầy đủ trừ gói Plus. Cái gói Plus này ấy, là khi mà các bạn đã đăng ký gói này rồi thì nó sẽ hiện cái gói này ra, là nó là một gói cao cấp hơn, thì nó sẽ tăng thời gian game này từ 3 ngày lên 7 ngày, rồi nó xếp từ 5 cái lên thành 15 cái. Giảm giá ưu đãi khi reboot từ 20% lên 40%. Cái này bên cái dòng bên dưới này thì sếp Hải quên chưa điền vào. Để tí mình sẽ nhắc ông ấy. Đó. Là đây là file xong rồi. Ok, vào đi. Accept. Cái này hơi to nhỉ, chỉnh nó bé đi một tí.
Chắc chưa được xảy ra lỗi phân giải. Ok, system. Đánh Paris thử Malenia nhé, xem độ độ trễ của thì vượt PC nó có cao không. Ui ôi trời ơi, lâu quá không đánh. Hai lần, 5 lần chết thì chúng ta sẽ đổi game khác. Độ trễ thì thấp phết, chắc là có thể do mạng nhà mình tốt, trời không thấy delay gì. Nào lần cuối lần này mà chết nữa thì đổi game luôn này. Để lại xếp mới đánh ra đăng. Là Malenia để hôm nào đánh lại xong. Lâu quá hay không chơi. Một phút này. Đánh ra đăng tốc độ càng nó quen. Vậy thì đánh sang quen này. Của Malenia nó hơi chậm. Đàn cũng nằm mạng rồi, quá là mạng thì sẽ đổi game. Thank you.
xem một tí. Mất nhà rồi. Ủa? Lỗi à? Ok. Mất nhạc nhiều. À thôi chết tôi rồi, quên chưa khóa chuột gì. Cần chỗ hoàn lực thì ta. Ờ sao thế? Ok, stop đi. Tiếp lại. Thì thoảng nó sẽ bị lỗi. Chắc là do cái anti-cheat của bên Elden Ring hay sao? Thì khoảng nó vẫn sẽ bị lag này. Hoặc là có thể là lỗi của bên reboot gì. Lag thông báo lại. Lag cho sếp Hải tự nhìn vào cái video này. Nếu mà phát hiện còn lỗi gì mình sẽ tự xử lý nhá. Tới thì bot PC sẽ update thêm một số tính năng nữa thì sẽ được hơn. Mấy lần rồi nhỉ? Lần thứ ba đúng không? Hai lần nữa. Tổng phòng bút nó mất thời gian quá. Nhanh không có cái biến pháp. Biết. Chết game khác 2077 nhá. Mấy hôm nay toàn chơi game bắn súng rồi thật. Chấp quá. Nào, Cyberpunk 2077. Nào, hôm nào luyện lại. Đánh ra đan xong. Chấp quá. 2077.
IPVT. Riêng con này chọn hết. Máy mạnh mà. Dễ rồi. Đây là test, sẽ skip hết. Sao âm thanh game to thế nhỉ? A little anesthesia. Motherfucker. Everything chill, mano? Bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy? You really think somebody local will try to mug me, Pepe? Listen, V. I got a problem. Serious this time. Found yourself a hole, sounds like. You need help? Knew I could count on you. It's, Cork. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. And he don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserved a hero's welcome. I know I fuck up, V. You ever gonna get wise, Pepe? Please tell me your brother's doing all right. Doing his thing, you know. So, can you help? Đéo. I'll talk to Kirk, but then you're gonna owe me one. Demons walk with him. Mặt ngoài đời mới như là nó cho viên đạn rồi. Hey Kirk, wanna talk? V, B,
Been a while. Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Yetis himself? Tell him I don't fight. Not yet. How's your problem? What's he owe you? Afraid that's client confidentiality. Call it a lot, and leave it at that. A cred shark with business ethics. Sounds too good to be true. Well, merry fucking Christmas. Cut him some slack, will you? He'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No, you let him off because it's me asking. Huh. You know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it. Transactions go two ways, I get that. I'll owe you a favor. Tempting. Got a Nova idea already. What's this? Grab a look. Mm-hmm. Preem ride there on the page. Only four of them in NC as of now. One, Rayfield Regional Director. Two, Mayor Ryan. Three, a rental service. Uh-huh, and four? Number four will belong to my client, just as soon as you clep it for me, that is. I do this, and Pepe's debt is squared? Of course. I'm a man of my word, you know that. Whole thing's simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking structure by Embers, club where our Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. Soon as you appear, security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. Who's the owner? Just an Arasaka suit from across the water. Spews cash out of every hole in his body. And his name? How would I know? Why would I care? It's a hot item and I know where to find it. How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hot wire? Fast and easy? Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses identity authorization. A skeleton key for all Rayfields in the city. Come on, Kirk, even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. So, we all agreed then. Best keep your word. Kirk. Easy, V. Job's gonna pad your wallet too, you know? Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Be waiting for you. You two will hit it off. Good luck out there. We'll be in touch. Okay, V. Malone ain't getting a belt fight. Bullshit! I'd take a trip somewhere, you know, for like 2 days. So, he lit it off. Fat ass motherfucker. Hey, why do I see no spare veterans and change? Goddamn line, Mark. What's your thing, sir? Cybernetic God comes to devour his children. Doug. What the fuck is this?
Do the people in something. Well, who do we have here? We? Long time. Didn't know you were around. Got back from Atlanta a few weeks ago. See, you got a good down home welcome. How was it back east? Tell you later. Got something on my plate. How about you fill me in now? We'll give you a ride. Marcus, let's go. So where to? The Glen. Drop me off at Embers. Front door? Take the ramp, back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. Your return to NC has been good? Busy already? I pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. Appreciate the concern. So, Atlanta didn't turn out like you expected, huh? Went there without expectations, actually. Well, except that it'd be better than here. It wasn't. Maybe it'll all work out for the best. Stop the car. What's going on? Business. You carrying? Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. What do you want? To settle our biz, once and for all. Got an offer for you, Patty, so listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen. Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, Patty, what's one more gonna be? Fucking word. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you, which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Marcus, please. Liều phết nhỉ. Mẹ tay nó cầm súng mà dám nói như thế. I am pleased to see you have not forgotten your roots. Still have the gift. So many of the little shits left around here. Their spines go soft when they look down a barrel. Who was that? No one important. He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing so. Pull up here. Right here. I'll just drop down below. Here, before you go. Your number. Could be useful. Maybe we can also work together again. Take ourselves back 2 years. Thanks, Padre. Gotta go. So go with God. I'll be damned.
Status? On location. About to find your man. Rick's one of the good guys, you'll see. I trust him like a brother. Như em ruột cơ. Yeah. Something I can help you with. You Rick? Yep. You with Kirk? Yep. Cameras are blind. You got 20 minutes. 20 phút rồi. Kirk, I see the ride. Your moment to shine, kiddo. Good luck. Let's take this piece of wonder tech for a whirl. You're a man of little faith. See? We're rich. Now fire her up and call me when you're underway. I'll tell you where to go. Hmm. Looks like this will be a cool breeze. Get the fuck out. Get the fuck out. Wow. Fuck! You can drive. Now out. What are you doing? Chingados. Under arrest. Stay where you are. That's where I can see him. Nice and slow. On the ground, motherfuckers, now. Jackie Wells, my old pal from the hood. See you haven't grown an ounce wiser. Hey, Detective Stinks. Been a while, huh? Inspector Stinks. Same shit. Speaking of, your mug's familiar too. Come on, spit it out. How about that? Pig that chatters. Left for Atlanta, looking for a slice of happiness. Guess you didn't find it. I've always maintained it's the same for all you termites in Haywood. Born here, live here, die here. Looks like I was right. Rat got your tongue? Enough of the chatter. What now? Getting booked. Gonna do a stint. Get it? Come on, Stint. Give us a break, huh? You lock us up, let's just jerk off till trial. And then what? Worst case, we get some months. Hell, standing room only nowadays in El Bote. Oh, they'll probably be out early. Are these the thieves? Fuck, ordinary street trash. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be taking him now. It's a waste of effort. I have no time to testify or play in an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Cuff legs broken so this trash doesn't float. You heard him. Fuck. Đề xuất được ăn đòn. Chả nó có cắt chân được đâu. Fucker. Ây, mình lại bẻ mũi thêm được nữa. Honestly, for a sec there, things looked iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. Nah, Stints wouldn't do us like that. You sure about that? Mm-hmm. He's Haywood born, bred, and grown like us. Hates suits as much as you do. Did what he had to do. That's it. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. Nah, come on. Job was toxic from the start. Even Kabuki under-the-counter magic can't get around an alarm like that. Should have known I'd have the PD on my ass. So, maybe now, as God ordained.
Jackie Wells. V. I know you. You hang at the Coyote. Got the job to steal those wheels at the Coyote. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe owes him big and can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El Cabrón's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on, let's go have some lunch. Lunch? You would not believe my mama's chili. Best in town. Getting one of my good feelings. About what? About us. Sense of kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved. Okay. Food it is. Let's go. Hello there, Night City! Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means 100 new arrivals. But only half these gonks will survive a year. And that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. Ôi rồi lại đi đánh nhau. Xong lại thêm mất thêm nữa. You AC's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City, the city of dreams. Chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Not now, Jack. No time. Maybe later. Sure, sure. Mañana. Mañana. Let's do this. Elevator. This way. Target's Sandra Dorset. Target's Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Bug, could at least try to be nice. You want nice, supportive? Call a damn helpline. Looking for 1237. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomon. Fingers crossed it's not too late. Is that you? Ugh, I hate this life or death shit. Hurry. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, V?
target be? Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corporal Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Let's keep looking. Mira, eyes up. Pendejos ahead. Drop it quiet, V. Be calm. For those bottles. Your toes. More bodies ain't coming. They're almost on you. These fucking Reapers. Oh yeah, V. They're coming. Wait for your chance. Pick the prick off. May là tôi biết Where the hell's our target? Look around. Gotta be there somewhere. Jesus fucking Christ. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. V, jack into our biomon. Need to know what we're dealing with. This jacking does not in. Look good. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural cord. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomon.
Found the shard. Removing now. Check the biomon. Anything changed? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims Troma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ay, pobrecita. Let's get her off that ice. Ah, fuck! Flatline it! V, need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Engage, vato! I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Fuera, get her out. Terrace. T-133 to control. Patient NC570442 secured. Stimulus being administered. 70 milligrams dopamine, 110 norepinephrine, 800 for Prenagen. Let's get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I got a date with Misty, but... I can't take the metro. How they gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Yeah. Saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako on the hollow. Tell her the job's done. She's alive and well. That's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD's gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in fifth. Leave it to me, Mano. I'm driving. Thank you.
right. You don't believe in no fate. I might just dig up your grave. Stepping up here with a tank. Can't stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, mano. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. Bully in the boroughs, finna take your money, that ice shoe cuts me through. Man, I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh, shit. You're right. Is it just me, or... Fucking drive, Jackie. Come on, V. Can't keep her steady. Hold tight, V. Holy fuck! Mierda, perdón. You assholes! V, aim for the driver! Chingalo! Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. It can wait. Let's just focus on getting home. Stops. What does the lockdown do for the nerdist? Necessary security measure. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What is it that makes me so special? Heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe. But he's a good kid. Let them through. But they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. She took a liking to you. The devotion I demonstrated grabbed her by the gut. Right. I'm loyal, stable in my affections. Mm-hmm. And unassuming. You get it. The end is nigh. No, wait. It's just 101.9. Check it out, V. She's going down. Look like your average bust. This ain't your average badges. That's MagStack. NCPD's apex predators. MTAC rolls in when things fly out of hand. Hunks out there, though. Just a midday snack for them. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Made it. Almost at your place. What about you? Not likely to make it back to Haywood now. Chill, V. They'll let me through. Sure about that? Oh, yeah.
I'll play nice Jackie again. Dreams then. Tell Misty I said hi. I will. Ahí luego. Ah. Ok. Hai có phần đến đây thôi. Đó. Nếu mà các bạn có cloud save thì save ở đây nhé. Còn không thì phải backup vào tay vậy. Ví dụ Cyberpunk 2077 New Dota Document như vậy. Tra Google save 2077 nó chưa. Save file. Thường thường tra Google thôi nhé. Save file 2077. Đây là với trường hợp mà xếp bằng tay nhé. Add profile xếp game. Trong bộ C à? Đây. Ví dụ trường hợp này mình copy. Tháo khóa chuột phím là Ctrl Alt K này xong rồi copy về đây. Đó, và ngồi đợi. Thế thôi. Tập được rồi này. Ok, đã xong. Tiếp. Qua chuột phím lại. Làm thử tí Diablo nhỉ. Không biết nó không. Ui, con này nó ban ác lắm. Thôi chắc nó không dám. Chắc không được gì đâu nhỉ. Diablo đi. Mình xem nào. Lâu không vào Diablo. Skip game. Update à? Để khi khác đi. Xong rồi này. Prod. Actual. Queued for login. Logging into battle. Logging. Connecting to Diablo 4 services. Queued. Logging into Diablo 4. Screen reader enable / disable. Thank you.
quân quái gì đi. Mấy game online mà cần game tài khoản này thì không cần phải câu lót xếp thì vì nó xếp online nhé. Thôn
Ow. I must wait. Ok, bỏ khóa cho thứ. Đăng xuất thì khi mà mấy bạn không còn chơi nữa thì nhớ đăng xuất tài khoản nữa nhé. Đăng xuất này. Rồi, Ctrl Alt S cho thu nhỏ lại này, Ctrl Alt K để tháo chuột phím này. Nhớ nhá. Đây, ấn vào ngắt kết nối này. Có này. Nhớ là phải ấn hủy này. Nhớ nhá, tại vì nếu các bạn không ấn hủy ấy, thì bên Reboot họ sẽ vẫn giữ máy cho một số trường hợp mà không may kết nối mạng nó bị chập chờn ấy. Thì các bạn phải ấn hủy để mà hủy không để thuê máy nhé. Không nó sẽ trừ tiền đấy, hủy này. Đó ạ, sẽ về cái giao diện menu này. Để mình bảo bên Reboot họ update lại cái máy 4070 Ti này cho nó 4K. Ok. Đăng xuất này. Có này. Ok. Đó, video hôm nay đến đây là thế thôi. Tạm biệt nhé.